Xin chào các bác, thì em vừa lắp sổ khóa smart key cho AB 213 đến 215 nhé các bác. Form này là 213 215 ấy. Thì khách hàng làm thêm một chìa này. Đó. Mã là K0161 này. Và hôm nay em hướng dẫn cho các bác là nổ khẩn cấp, nhập cái ID khẩn cấp này vào này. Đó, ví dụ như đồ chơi mất chìa ấy, thì các bác có thể tự nhập cái mã ID này vào. Các bác phải chạy về nhà bình thường nhé. Đây, em phải test này. Thì chìa em phải tắt hết sang cho nó màu xanh nhá. Đây. Ok, chuyển hết sang cái màu đỏ cho, quên xin lỗi các bác. Đây, là tắt chìa nhé, tắt hết chìa đi nhé. Đây, xem như là khóa không mở được nhé. Đó, ok. Đó, là em cầm cái ID ra tay này. Và em mở khẩn cấp lên nhé. Ok. Thì cái bộ khóa này bọn em lắp cho xe nó là mã là K0161 nhé. Và dây là dây Nam Trang loại 1 này. Dây Nam Trang loại 1 ấy, thì nó sẽ có ký hiệu trên này này. Có cái dự phòng này. Đó, các nhìn rõ không? Đấy, cái này là dự phòng này, cái này là 10A này, là luôn luôn là có cốt chì này, còn cái đăng ký chìa này. Đó, cho nó mở hết nắp cho các bác xem này. Đó, cái dự phòng là cái bỏ dự phòng, cổ chì dự phòng thôi, còn cái 10A này luôn luôn phải có nhé. Còn cái đăng ký chìa khi nào các bác làm chìa thì nhốc cái dự phòng bỏ sang bên này. Còn nếu nộp khẩn cấp thì sang quái nguyên cùng này. Đó, thì nắp nào đấy, các bác cứ đọc cho cái nắp cổ chì này thì mở ra dự phòng ấy. Thì đấy, bác mở ra thì lấy cổ chì này, dự phòng này, nhét sang bên nó khẩn cấp nhá. Thì các bác nhét vào thì ổ khóa nó sẽ sáng luôn và nó yêu cầu nhập ID luôn, thì các bác phải cầm cái ID ra tay trước, làm nhanh bước này cho em này. Đấy, bên này sẽ bỏ sang bên này, nó sáng ổ khóa luôn đấy, thì các bác phải nhập luôn. Ok, em bỏ sang này. Ok, số đầu tiên nó là số 2 này, 1 2 này, ký luôn, ký nhanh cho em nhá. Ok, chờ chớp một cái là qua số 2. Ok, số 0 thì số 0 các bác không cần nhí nhá. Đấy, số 0 thì các bác không cần nhí. Ok, cái số 9 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đó, số 9 thì nhí tương ứng 9 lần vào núm khóa và chờ nó chớp một cái là qua số 9. Đấy, số 7 này, 1 2 3 4 5 6 7 này. Ok, qua số 7, số 6 thì 6 lần vào núm này, 1 2 3 4 5 6 này. Số 1 này, số 1 dí một lần này. Ok, số 3 này, 1, 2, 3 này, dí 3 lần vào núm. Lần lượt như thế, 9 số này cho em nhé. Ok, đến số 6 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Ok, đến số 4 này, 1, 2, 3, 4 này. Và các bác chờ nó tắt, chờ nó tắt cái đèn này đi nè. Nếu mà đúng nó sẽ tắt đèn. Ok, bác rút cái cầu chì này này. Đó, rút cái cầu chì ở vừa nhét vào để bên dự phòng nhá, bên khẩn cấp nhá. Thì bác rút ra này, nếu mà đúng ID nó sẽ kêu cái tít tít một cái như thế. Không, bác có thể là vặn đi về bình thường này. Đó. Ok. Vặn đi về bình thường nhá bác. Ok. Đây sẽ nổ máy đi bình thường cho bác xem luôn. Đó, không cần dùng chìa luôn đấy. Là cách nhập ID khẩn cấp nhé. Đấy, nhiều bác cứ hỏi em là cách nhập như thế nào. Đấy, em hôm nay thử hướng dẫn được video cho các bác luôn. Đó. Thì chỉ cần đi về đến nhà hoặc chạy ra hết hoặc chạy ra chỗ em sẽ làm chìa cho các bình thường luôn nhá. Ok, thì chạy về đến nhà thì bác rút cổ chì ra lại nhét sang bên dự phòng, lần sau dùng sử dụng. Ok, đóng nắp lại thôi. Đây, về đến nhà thì cái này nó delay cho các bác là 6 phút nhá. Đấy, các bác vặn đi thoải mái trong vòng 6 phút, nếu mà không sử dụng nó tắt để chờ cho các bác. Nếu mà không sử dụng nữa thì tầm 6 phút nó sẽ tắt cái đèn led này nhá. Còn nếu các bác muốn tắt nhanh luôn thì giữ này 3 giây theo cái tít cả. Ok, như thế là nó kết thúc chương trình khẩn cấp nhá. Các bác tìm về nhà tìm thấy chìa hoặc là làm chìa mới thì sử dụng bình thường. Đây, chuyển sang này. Đó. Đó. Ok. AB 23 đến 215 là form đấy, làm lắp khóa smart key. Ok. Chào các bác.